Em sẽ lên một phôi khế găng nhau với chú chị, khế găng dán trực lắc nha. Thì cây này nó có cái hoành là 26, cao là 45, hoành thân là 22. Hoành 26 đo làm em ơi. Đây. Trời ơi, 1 triệu gửi đúng không? Ghi chữ 15 triệu nữa. Trời ơi, khổ. Để đẹp ta, để này đế bài 26 luôn. Đúng không, chú chị? Hoành 26 nha. Đúng 26 luôn nha. Đế đẹp. Đế bài luôn. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu gửi nha. 1 triệu gửi em bao ship nha. Trực lắc theo quý cô chú anh chị. Nó mọc đúng cành nha. Trực lắc nha. Cây này đẹp. Mã số mấy anh? Mã số 13. Mã số 13 đúng không? 1 triệu rưỡi em bao ship nha anh chị. Mã số 13. Mã số 13, 1 triệu rưỡi em bao ship nha. Hoành nó là hoành 26, cao 45, hoành thân nó là 22. Đế đẹp bài luôn. Đế đều, bài đế đẹp nha. Bài đế bài luôn. Cây bài, đế cũng đế bài luôn. Đế rồi đế ok, bài. Tiếp anh. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sa Đéc nha anh chị. Bên em còn một số cây cần thân nha, cần thân mini. Ờ, không sai nha. Rồi tiếp anh ơi, quay. Đế rồi cho em coi cái đế. Đó, đế đó. Hoành là hoành mấy? Đế quái nha quý cô chú anh chị. Cái này á, cái này thì hoành 8 nha. Chiều tổng, quay anh chiều dài nó là 50, sáng chiều dài nó là 50 nha. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 350k nha. Lấy mấy cái lá cây trên đầu nó xuống anh. 350k em bao ship. Cái này nữa về khách danh tàn lên cắt mấy cái tàn dư á. Anh, cắt mấy tàn dư á, giờ này nó quá trời nó tùm luôn. Cái này về mấy anh chị vô dây sửa lại giúp em ha. Vô dây sửa lại thêm giúp em ha. Tại này em mới sửa một nước à. Đây nè, dây em có sửa nè, sửa một nước thôi. Này nó đâm tay tàn ra thì mấy anh chị về vô dây, cứ cắt gai mà vô dây sửa cho em ha. 350. Cái này là mã số 14 nha. Số Zalo chốt hàng bên nhà em là 0774 80 20 và 20 nha anh chị. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Không thôi thì liên hệ qua số Zalo bên em á. Điện thoại trực tiếp cũng được nha anh chị. Hiện tại vườn nhà em còn rất là nhiều loại luôn, có linh sam giá rẻ nữa nha. Cây linh sam sông Hinh, thác đổ. Cây thành phẩm già lâu năm mà quý anh chú chị ơi. Cây này nó có tuổi từ 5 đến 6 năm rồi đó quý anh chú anh chị. Có tuổi rồi nha anh chị. Cây này nó có tuổi rồi đó. Cây này có tuổi rồi nha. Rồi. Nó đều luôn, cái tàn nó thác đổ đều luôn. Hoành của nó là hoành 27, hoành thân nha, hoành 27. Hoành thân 27. Trên đầu 14 nha, hoành thân 27. Cái tàn nó đều đẹp ghê. Cái này tàn rất là đều luôn nha anh chị. Cái tán nó là 100 luôn anh chị, tán dài 100 luôn nha. Tán nó dài 100 luôn. Nó rất là đều tàn luôn nha anh chị nha. Quá trời bộ đế. Bộ đế rất là đẹp luôn. Anh chị nào chốt hàng thì cái cây này mã số mấy anh ơi? Cái này mã số là mã số 15. Mã số 15 giá nhiêu? Cái này mã số 15. Cái này là 6 triệu em bao ship nha. Cái cây này 7 triệu mà, hôm trước 7 triệu mà. 7 triệu bao 7 ship. Triệu. 7 triệu bao ship mà. Rồi 7 triệu bao ship. Cây này là 7 triệu bao ship nha anh chị. Mã số 15. Hoành 27, tán dài 100. Cái này là 7 triệu bao ship. Cây sống khỏe, cây già. Nội cái cốt nó rất là to luôn đó chị. Cốt tay này. Cốt tay nó rất là to luôn. Nó bằng cả ngón cái, bự hơn ngón cái em hết nè. Cái cốt á. Đây à, cốt 1, cốt 2 nè. Cây này cái nó bự rồi. Số 15 nha quý cô chú anh chị. Cây này tàn cành nó già hết trơn nha anh chị nha. Thác đổ lên sam sông Hinh nha. Cây này nó già mà anh chơi. Cây này nó già, nó có tay bắp đùi nó bành kia rồi. Rồi, cây số mã số 15. Cây này em giao lưu 7 triệu bao ship nha. 7 triệu bao ship nha anh chị, bao luôn chậu nha. Cái hàng này đóng thùng rất là kỹ nha, tại vì cây này mắc tiền nha anh chị. Cây có giá trị thành ra bên em phải đi cái hàng nó kỹ mới được. Cây sâm hương luôn, sâm hương dáng long nha quý cô chú chị. Dáng cong thái lắc lượng nha, quái, cây này rất là quái nha quý cô chú chị. Cây này có mã số 16 nha, 16. Cây này nó có chiều cao 55, hoành nó là hoành 27. Đó cái hoành này cho em anh ơi.
Mã số mấy anh? Mã số 16. Mã số 16 nha. Này dáng lông cũng có một cặp nha anh chị, cái đôi này là có một đôi luôn á. Nhưng mà chưa vô dây nha, bên em tính dưỡng tay vô dây. 27. Quanh 27. Giá anh ơi. Cái này là em giao lưu cho anh chị là 800k bao ship. 800 em bao ship nha. Mã số 16 nha. Mã số 16 luôn, cây công lắc lượng. Lấy cái cây số 2 lên luôn đi chung bày nè. Anh chị nào có mua nguyên một cặp á thì về thay cái chậu vô nha. Cái này thay cái chậu vô dây nữa. Bên em có vô dây theo yêu cầu luôn, anh chị nào muốn vô dây thì em vô dây cây này luôn nha. Tại vì chưa có chuẩn bị vô dây nè. Đây, một cặp luôn. Em sửa dây cho anh chị luôn, nếu mà mua một cặp này. Một cặp này đẹp. Một cặp lắc lượng này nhà bên em còn một cặp nha. Đế nôm nha. Một cặp đế nôm đều rang luôn nha anh chị. Đế nôm dáng long. Hoành nhiêu anh ơi, cho xin đâu hoành ơi. Cây này là chưa có vô dây nè. Nếu mà anh chị nào mua cái này thì em vô dây giùm cho nha. Cái này là hoành thân 22. 22. Hoành thân 22. Hoành gốc nó là 34. 34 nha anh chị ơi, 34 nha. Cao của nó là 50. Cao 50 nha. Cây giáng long mà tai tàn có nha quý chị. Tai tàn có, cây lên sống khỏe nha, thành chậu. Cây này giao lưu với cô chú anh chị là 800k bao ship luôn nha. Một cặp nha. Anh chị nào lấy một cặp thì sẽ có giá khác nha. 800 nha. Mua một cặp thì em bán 1,5 triệu nha anh chị. Mua một cặp thì em bán bớt 1,5 triệu nha. Kia nếu mà có cần vô dây thì em vô dây giùm cho nha. Cây này mới. Mã số mấy anh? Mã số 17 nha. Mã số 17 nha anh chị. Mã số 17. Mã số 17. 800k em bao ship, lẻ 800, một cặp 1,5 triệu. Bên nhà em thì có rất là nhiều loại cây nha anh chị. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sadec nha. Rồi, em còn mấy cây hồng ngọc mai nhỏ nè. Nhỏ nhỏ bán luôn đi anh ơi. Nhỏ nhỏ nè. Bán luôn. Giờ với anh chị, quý cô chú anh chị á, có chơi mini rồi đó hay là để trên ngoài rồi đó. Cho rồi quay. Nha. Quay. Đây, mini luôn. Giá nhiêu? Hồng ngọc mai nha, hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai. Bán nhiêu? À, cái này em giao lưu quý cô chú anh chị là 180k ha, 180k. 180k nha. Nếu mà anh chị nào có gộp đơn thì cây này là 150 thôi nha anh chị. 180k nha. À, anh chị nào có gộp đơn thì cây này 150 thôi, bao chân ship dài nha. Luôn nha quý chị. Chân dài nha. Chân dài tới nách luôn. Cái chân nó dài hơn cái chân em luôn. Chân dài tới nách luôn nha anh chị nha. Rồi, 180k em bao ship nha. Một hồng ngọc mai. Cái này là mã số 18 nha. Mã số 18. Me kìa. Rồi xong, ngã luôn. Em ngắn món. Me có me rất là nhiều loại me luôn, bên em cũng có me luôn nha anh chị. Em sẽ quay từ từ cho anh chị coi nha, từng clip một, tại vì bên nhà em nó rất là nhiều loại bonsai luôn. Me nè, khế nè, linh sam nè, lộc vừng nè, rồi sung nữa. Rồi hồng ngọc mai, linh sam lá rí. Rồi cần thăng, nói chung là những cái loại bonsai là bên nhà em đều có đó. Rồi, một cây me. Cây me gốc chà bá. Cây me nấu canh chua nha anh chị. Me canh chua luôn quý cô chú chị ơi. Mua cây me này mình vừa chơi bonsai mà mình vừa nấu canh chua được luôn nè. Gốc quá đẹp luôn rồi, gốc chà bá lửa luôn. Quành 25. Quành 25 nha anh chị. Quành 25, quành thăng nha. Quành 25. Quành thăng. Quành đế 37. Quành đế 37 nha. 37. Chiều cao của nó là 40. Okay. Cây này có mã số 19 nha. Một gốc me thăng quái này nè. Em giao lưu với chú anh chị là 800k thôi. 800k em bao ship. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Kết bạn qua Zalo bên giùm em nha. Là 0774802020 nha anh chị. Gốc quái nha quý cô chú chị. Gốc quái nha. Gốc này gốc quái, gốc đẹp nha. Đây gốc đẹp lắm nha. Thấy không? 800k em bao ship thôi. 800k bao ship gốc chà bá luôn, về thay cái quần vô là đẹp rồi. Cái này về mình thay cho nó cái chậu thôi, đẹp cái mình để xung quanh nha, xung quanh nhà đẹp à. Mình vừa chơi bonsai mà mình vừa ăn trái, mình vừa nấu con chua. Cái cây này anh chưa uống phải không? Gánh nó uống mấy cây này lại. Khế luôn. Thế à, cái chà bá lửa luôn, bắt đầu tới cây khế. Ây da, cái cây khế này mà mệt nha, cây khế này dữ lắm. Đấy, khế này có trái rồi nha, quý cô chú anh chị. Khế này có trái rồi nha.
nhưng em sửa nó lại, em cắt sửa nó lại nha. Cái này cắt sửa lại. Nó đã có trái rồi. Trái răng em quý chưa chị? Trái răng là toàn bộ chua hết nha, không ngọt nha. Đây. Đế quá đẹp luôn. Cái này mã số 20. Mã số 20 nha anh chị, mã số 20 nha. Mã số 20. Mã số 20. Cái này nó có chiều cao là 90. Chiều cao 90. Cao 90. Hoành 28. Đó, hoành 28, mã số 20. Giá bao nhiêu? Bể đế 35. Đế đẹp, đế đẹp. 35. Đây đẹp, đẹp. Đó, nguyên cây, nguyên thân cây cao bút ngàn luôn. Cao nè, cao. Giá làm sao anh ơi? Giá làm sao, giá làm sao? 1 triệu tư bao ship hả? Chắc cái cục này không hết 500 ngàn tiền cước quá. Nó nặng dữ lắm anh chị, tại khế nó rất là nặng nha. Khế nặng lắm. Cây này nội cục đất này không chà bá lửa. Bành kỳ. Nặng cực kỳ luôn nha, nặng dữ lắm. 27, cao 90. Mã số 20. Cái này em giao lưu là 1 triệu tư nha, 1 triệu tư em bao ship. Ok, quá tuyệt vời. Có cái cành gơ luôn nè. Cái này là về là có trái nha quý chú anh chị. Về vô chậu là thay phân lại là có trái nha. Đây một cây khế nữa. Khế nhà quý chú chị, khế nha. Khế ăn ngang gốc, khế ăn già luôn. Ồ, cái gốc này gốc nở luôn anh chị. Gốc nở lắm luôn. Nhìn mấy anh chị nhìn đế nè. Nhìn khế nè. Nhìn cái riêng liền. Đế nổi găng hết. Đế nổi găng. Rồi, chiều cao cây là 55. Cao là 55. Hoành 29. Giá kìa. Kìa đó. Bỏ nó xuống anh đây đi bể. Chim hả? Giá là 700 em bao ship nha anh chị. Anh chị nào chốt cái mã số này, mã số mấy anh ơi? Mã số mấy? Cái này là mã số 21 nha. Mã số 21, 700 em bao ship nha anh chị. 700 em bao ship nha. Cây đã sống khỏe nè, lên tuột hết trơn anh chị không? 700k. 700 em bao ship anh chị ơi. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sadec nha anh chị. 700. Bên em sẽ quay video từng lô cho anh chị coi nha. Số 21 này đúng không chị? Tại vì rất là nhiều lô luôn anh chị ơi, rất là nhiều cái lô luôn. Mà bên em chưa kịp quay nữa, thấy không? Nó nằm lan đã sà ngầu chân nè. Rồi, thêm một cây khế găng luôn. Một cây khế găng nữa. Cây khế găng này cao à, nó. Cây khế găng này cao nè. Rồi, cây này sống khỏe rồi. Tút luôn hả? Tút luôn, cây này khỏe. Em tút lá này, em sửa em vô dây lại nha. Đó, cây rất là cao luôn. Đây. Thì cái cây này nó có chiều cao là 100 nha quý vị chú chị. Chiều cao là 1 mét. 1 mét. Rồi ok, tiếp hoành. Hoành 26. Hoành 26 anh chị ơi, khế gân chua. Đế mập lù luôn, nổi gân, nổi cục u nù. Hoành thân 26. Hoành đế bao nhiêu? Hoành đế tới 70 luôn. Rồi giá. Đó trời. Mã số mấy? Để đế. Đây. Mã số mấy? 22. Mã số 22 giá nhiêu? 22. Mã số 22 nha anh chị, mã số 22 nha. 22. Cái này làm giao lưu là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 thôi anh chị ơi, quá rẻ luôn. 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 em bao ship luôn. Cái này em tiền ship hết 500 này. Rồi nó chơi chứ mấy cây này nặng lắm nha anh chị. Tại khế là nó đã nặng rồi, mà thêm cái cục đất của nó nữa là nó nặng hơn nữa. Anh chị nào chốt cái mã số này thì cứ có 1 triệu 2 số 22 nha anh chị. 1 triệu 2 nha. Rồi tiếp anh ơi. Em còn góc cần thân nè. Góc cần thân lùng lực nè. Lùng lực dạng mini nè. Đó, cái này là cũng ghép là giống mới nha, giống mới, quay, giống quay cho em cái bông ơi. Giống hồng cánh bướm đột biến nha quý cô chú anh chị. Bo đỏ khỏe nha, bo đỏ khỏe. Rồi tiếp. Cái này là mã số 23. Mã số 23 nha, hoành nhiêu anh ơi? Cái này là cao 20 nha, hoành 25. Rồi. Cái này em giao lưu quý cô chú anh chị là 650k ha, 650k một cây hồng ngọc mai. Già nha, già cây nha. Già cây. Cái này là em ghép hồng cánh bướm đột biến nha, giống mới giờ nha.
Và 650k em bao ship. Hồng cánh bướm đột biến nha anh chị. Hồng cánh bướm đột biến nha. Cho nó lại coi gần, lại coi cái gần cái bông của nó. Nó này đẹp nè. Hồng nè. Ồ đúng rồi, đẹp thiệt. Ở giống mới mà. Đây. Một cây hồng ngọc mai bonsai. Cần thăng. Ồ, cần thăng. Xin lỗi. Cây cần thăng. Chiều cao 45. Chiều cao 45. Hoành chính. Hoành chính nha anh chị. Đây, để để quấn bò. Giá nhiêu anh ơi? Cây này 400. 400 luôn, 400 luôn, cần thăng 400. Bao ship, bao ship. Mã số 24. 24 mã số 24. Một cái cần thăng bonsai nha. Cao 45, hoành chính. Giao lưu với cô chú anh chị là 400. 400 lên bao ship. Rồi. Tài tàn đẹp. Cây đó đẹp. Cây me. Rồi một gốc me canh chua nữa. Me canh chua nha anh chị ơi. Nó ra đế quái rồi, nó lắc nó lượn quá trời luôn. Vậy này hết thấy nó phơm nó luôn. Mã số 25. 25 nha. Mã số 25. Cái này thì nó chỉ có chiều cao là 26, hoành là hoành 19 nè. Quay anh ơi, quay quay. Hoành là hoành 19. Ừ, tuốt lá đi. Quá trời luôn rồi. Em tuốt lá cho quý cô chú chị nhìn rõ chút. Cái này sống khỏe lên quá trời, em bỏ trong vườn lâu ngày em muốn sửa lại. Giờ nó mọc tùm tùm hết. Mọc quá trời, tùm lum. Cắt phôi cái mình vô chậu mình để đó nó lâu ngày cái bỏ nó trong vườn. Chung là luôn công việc nó không có kịp để mà sửa nó đó. Khó rồi ha, khó gốc rồi ha. Cho xin cái lá bên đây luôn rồi, che mắt cái mình luôn rồi. Đó. Khó rồi ha, quái nha. Rồi ok. Gốc quái nha, cao chiều cao nó 26, hoành 19. Quay 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 quay. Cao 26, hoành là hoành 19 hả? 19. Dạ. Thì cái này giao lưu với quý cô chú anh chị là 750k bao ship. 750 bao ship nha anh chị. 750. 750 bao ship nha anh chị. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha, xuống bên dưới nha anh chị. Cây công quái lắc lượng nha. Cây công quái lắc lượng luôn, hàng đẹp nha anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Rồi. Tiếp. Mấy cái linh sam giá rẻ bán không em ơi? Linh sam nó bán không? Linh sam không? Bên em có rất là nhiều hàng luôn, anh chị yên tâm đi, ngày nào em cũng quay cho anh chị xem hết ha. Và nhờ báo giá những cái cây mà hàng bonsai. Cái lô sung bên em á, là bữa nay bên em đã bứng về là hàng rất là đẹp luôn. Đây đây đây, cho coi nè. Cái lô sung này bên em là nó như vậy không? Đó, bự bự như vậy không đó. Chà bá lửa luôn. Rồi cây này là hết thấy luôn rồi. Hết thấy tán luôn rồi, hết thấy uống luôn rồi. Đâu cắt thể được. Ừ. Cái này là em một cây cần thăng nha. Cái này em đã đi một nước dây rồi nha. Hiện quá tại trời, nó âm tầm cây luôn đơn rồi. Sung nha, cây đơn sung khỏe. Nó đơn ra chi cành nè. Bây giờ mình về mình dẫm dây vô mình sửa lại giúp em ha. Đi dây thêm anh chị, đi dây thêm ha. Đế nè, đế quái. Đế rất là quái. Đế. 400 ngàn cây thôi, em bao ship luôn nha. Rồi, một cây cần thăng nha. Anh chị nào mua 2 cây thì bên em giảm còn 350 thôi. Tại hàng này bên em chỉ còn có 3-4 cây gì hả? Là hết rồi. Còn một cặp. Cần thăng nha, mới nãy cũng có một cặp nữa đó. Quá trời nó khô luôn. Cũng cái có một cặp. Cái số 26 nha. Tiếp. Có 400 ngàn cây hả? 400. 400 ngàn nha các anh chị nha. Thêm một cây nữa, cần thăng nữa. Chỉ 400k thôi. Đấy. Đây là mini nha, hàng mini nha quý anh chị. Ừ.